đi lại cho cá. Cái giải thức ăn đâu là nó chạy theo đó. Nó ăn toàn đồ ăn ngon không, 5.000 gói bé tí. Cá chép vào đây ăn được hết đấy mà. Không, cá chép thì ngon rồi đây này. Nhưng mà con cá đỏ. Cá chép đỏ là cá chép Nhật đó. Hả? Cá chép Nhật đó. Dạ. Ở đây ngoài ăn. Dạ không. Ở đây bà chủ ở đây bà ăn chay chứ không ăn cá. Không ai được phép bắt một con cá của bà đâu. À, bảo bà khó tính nhỉ? Khó tính lắm. À, thế à, tính nó vào thăm bà. À, bên điện. Gặp bà hơi khó. Hey, chắc vàng, chắc ấy, chắc gì này mà ăn tốt.